Dạ. Phải ráng nha, ráng tu. Khó có thầy, đừng có sợ. Mà cái gì khó mà không có thầy mới lo. Khó có thầy mới có gì sợ. Thì mấy con tu sai thì sửa. Mấy con tu đúng thì thầy giúp đỡ thì khích lệ tu hơn nữa. Lúc một đời chương trình thầy quyết định là đem lại hạnh phúc cho mình. Thầy cố gắng, thầy viết sách đạo đức để đem lại cái sự sống cho mấy con bình an. Nhưng mấy con phải ra, các con tự thắp đuốc lên đi. Con nghe Đức Phật dạy, chứ thầy dạy mấy con mà thầy thắp đuốc thầy đi luôn rồi chắc không được. À, cho nên ráng, thầy chưa tịch đâu, thầy chưa tịch, thầy sẽ ở lại mà giúp cho các con. Cho nên mấy con vui vẻ, bình an, thầy biết mấy con ngoài này, mấy con tham tu lắm, cố gắng bỏ bánh quần cả, nên gặp nhiều điều cũng khó khăn. Nhưng mà từ đây về sau ấy, thì thầy cố gắng để giúp cho mấy con, không còn khó khăn nữa. Chỗ đằng cho thầy thấy vô đây rồi thấy cái nhà này đẹp quá. Mô Phật, con xin bạch thầy, bạch với các chân sư của tu viện, chân như hôm nay phước duyên của chúng con Nghệ An và Hà Tĩnh đại phước duyên hôm nay được đón thầy, đón các vị chân sư đệ tử của thầy. Hôm nay chúng con thật đúng là hạnh phúc vô cùng được rước thầy qua cái mảnh đất Nghệ An và Hà Tĩnh nhiều nắng gió và khó khăn. Chúng con nghiệp chướng người sâu dày, tham sân si nên còn nhiều lắm thưa thầy. Con cúi xin thầy, còn ở trên thế gian này được ngày nào chúng con được nương nhờ thầy, cho đến ngày chúng con cũng biết rất là khó khăn, tu theo chánh pháp của Phật thật là khó khăn chứ không phải đơn giản. Bởi vì chúng con nghĩ rằng là đã bao nhiêu kiếp nay đến hôm nay mới được là vinh hạnh gặp một bậc A La Hán xuất hiện trên thế gian để chúng con được nương nhờ vào để mà học tập. Pháp của thầy thật là tuyệt vời mà rất là khó khăn, vì tham sân si mà không sao mà bỏ được. Cho nên con cúi xin thầy đại diện bà con Phật tử ở Nghệ An Hà Tĩnh thật là vinh hạnh cho chúng con. Thì chúng con một lòng một dạ, dù có trôi lăn trong lục đạo, chúng con cùng thấy cái pháp của thầy đến hôm nay tuyệt vời mà khó khăn, vô cùng khó khăn, tuyệt vời nhưng khó khăn lắm. Mấy con biết sao nó khó không mấy con? Dạ, tham sân si ngũ trời thưa thầy. Mấy con chỉ cần bỏ xuống hết. Dạ. Đạo là đạo, đời là đời. Dạ. Mấy con sẽ được giải thoát hoàn toàn. Một phần. Nếu mà thầy còn bắt cá hai tay, thì đạo là đời, đời thì không được. Dạ. Cái giai đoạn đầu á, đời thì mấy con phải sống đời. Dạ. Phải làm tròn cái bộ phận đặc biệt của người. Cho nên sống trong lòng của mình. Nhưng giai đoạn cuối cùng, như các cụ bây giờ, cũng phải xong rồi, con cháu nó lớn khôn rồi. Thôi dứt hết, bỏ hết xuống đi. Theo thầy mấy cụ. Một ạ. Thầy sẽ dẫn dắt mấy cụ dễ thôi. Thì nó dễ. Dạ. Bỏ hết. Đừng có ngồi trong tu viện mà hoặc ngồi trong thất mày nhớ. Nó biết mấy đứa cháu kia. Nó là sao nữa thì chắc cũng được. Nhớ kỹ không? Nó khó chứ không khó đâu. Chỉ cần buông xuống. Buông xuống hết đời. Bởi vì cái con đường của đạo Phật là con đường nó đi ngược lại cuộc đời. Bởi vì mình tham sân si. Mình đi ngược lại không tham sân si thì nó ngược lại chứ sao? Một phần. Cho nên mình cần buông đời thì được đạo. Mà đời đạo mà nó lẫn lộn thì không được. Dạ. Mấy con thấy khó chứ không khó đâu. Có thầy không khó đâu. Dạ. Người nào bắt chước thầy sống bay một bát bỏ hết tu viện cũng không phải của mình. Dạ. Một phần. Ở nơi đây có cái khu an dưỡng. Yeah. Cái khu an dưỡng này của mấy con làm chứ bộ thầy làm sao? Thầy chỉ đến dạy thôi. Cho nên thầy bỏ hết. Rồi mấy con muốn theo thầy mấy con cũng bỏ hết. Chỉ đến mình xin bữa cơm mình ở đó mình ăn. Mình xin cái nhà mình ở chứ đâu phải của mình đâu, mình dính. Yeah. Có phải không? Yeah. Thì mấy con sẽ được dễ thôi. Giống thầy. Cho nên thầy sẽ trang bị nè, mấy con quyết tâm tu thầy trang bị nè. Mấy con sẽ có một bộ y áo giống thầy. Phải không? Rồi mấy con sẽ có một cái bát để ăn cơm, cái muỗng để múc cơm, không? Rồi có một cái mùng để khi mình đến đâu đó mình dâng, nằm nghỉ, mũi cắn để không nó cắn mình đập chết cũng tội. Mấy con thấy mình phải thương yêu chứ. Do đó thì thầy sẽ dạy cho mấy con sống một đời sống, buông xả,
chỉ còn chút ít để chúng ta được sống thôi. Thì như vậy là mình sẽ giải thoát vậy. Tôi còn gì nữa đâu mà tôi áo, giận tôi hờn, tôi thương tôi tiếc nữa. À, mày còn nhớ chưa? Thầy sẽ dạy mấy con mà, mấy con nhớ thầy sẽ dạy mấy con được giải thoát. Thầy lo cho các cụ. Bữa nay gặp thầy, mai mất thầy. Rồi thầy dẫn đi chơi, chưa xong con nhận được. Rồi quý cụ mất đi. Rồi quý cụ sẽ tiếp tục đứa bé nhỏ. Khổ lắm, một đứa bé cha mẹ phải nuôi bao lâu nó mới đi đứng được. Cái không khéo, nó lăn, nó bò, nó trườn, nó khổ lắm. Ăn cũng phải không được đi. Thấy không? Cho nên làm sao mà kịp thời chút trung tâm. Anh dựa ra đời xuống ở đây chút như thế. Để các cụ có được cô anh dự của tuổi già. Đến đây thầy sẽ hướng dẫn cho các cụ. Chứ bây giờ các cụ bị vào tới trong thầy rồi. Mô Phật. Số đang cái này mà bỏ cái con được à? Dạ. Con đông quá. Bỏ các con sao đó. Mô Phật. Con xin bạch thầy là cái chương trình dự án của là thầy hôm ở trong chân như thầy đưa cho con cái dự án đó, trung tâm an dưỡng từ thiện Trần Lạc hôm nay chúng con đang tiến hành, mà chính quyền địa phương cũng như là tỉnh Hà Tĩnh người ta cũng có là lời chào con đã gửi vào cho thầy rồi. Thế thì cái việc ủy ban tỉnh cũng như là bên tỉnh bị người ta là có lời chào như vậy thì người ta trong thời gian đang nghiên cứu. Còn dự án của thầy cũng sách vở của thầy hiện nay con đã theo là ý là lệnh của thầy là con đã sách đã vở là con đã từ Nghệ An Hà Tĩnh là cấp cơ quan hành pháp là con cũng đã đưa rất hết hầu hết. Thế thì bây giờ là họ đang còn nghiên cứu một giai đoạn cuối. Thế thì bây giờ là sách của thầy ra là ngay cả cơ quan hành pháp họ đọc họ cũng phải nói là nếu như sách thầy một thời gian nữa thì ở bên kia người ta không có đất để làm ăn, không có đất để thu nhập. Ngay cả cơ quan công an họ cũng nói như vậy. Thế thì bây giờ họ đang nghiên cứu cái đoạn cuối. Chính là đang gì? Các anh ở bên công an nói là họ để nghiên cứu từ từ một tí nữa. Chứ còn nếu như mà làm ngay cái thì là sợ có sự xáo trộn. Xáo trộn các cái loại hình tôn giáo trong nước, cho nên phải từ từ. Cho nên là con cũng xin báo cáo với thầy thì chúng con cũng cố gắng thì được nương nhờ vào pháp của thầy. Đúng là nhà con không có họ nó còn nghiên cứu để là ra vào thời điểm nào cho nó thích hợp, nếu không thì có sự xáo trộn. Mà nhất là bên kia là người ta đang còn cúng bái đứng nọ kia các kiểu, cho nên là bây giờ đưa cái này ra cái là người ta không còn đất để làm ăn. Chính ngay cơ quan công an người ta làm được như vậy. Thế thì việc này là họ biết pháp của thầy đi, không có một anh nào có thể là lý luận và bẻ gãy được cả. Thế cho nên là cái việc này là cùng họ là bảo là phải từ từ một tí, chứ nếu mà ra liền là như là nguy hiểm ở đấy. Cho nên là con cũng xin báo cáo thầy về là các bậc là đại sư ở trong đại chân như ra thì nhà con Nghệ An Hà Tĩnh rất là phổ chuyên, được sinh ra để gặp được thầy, để gặp được pháp của thầy. Dù là chúng con đang còn nhiều gia duyên ràng buộc, đang còn nghiệp chuyển sâu dài, nhưng chúng con nhất quyết đi học một thầy cũng có được học nào hơn. Mô Phật, thì như con đủ đoạn cuối rồi, thì bà con cháu của Nghệ An Hà Tĩnh hôm nay được đón thầy ở tại đây, thật là vinh dự, mà con thì chiều như là rúng. Cứ rúng, cứ sửa bảo rúng. Dạ, con đã ra các phương, con điền hết cho tất cả mọi người ở trong thành phố Vinh về Nghệ An đâu. Cũng chưa hết được thầy. Dạ, chưa hết được. Có người, dạ, sư trọng ở Thanh Hóa con cũng điền ra rồi. Và cuối cùng là sư trọng được con là đi trên đường đi. Để về cho nên là con bạch thầy ra Hà Nội, con điền cho anh Minh ở ngoài Nguyễn Tảnh đang ở Hà Nội với cô Bích. Dạ cũng biết rồi, thế thì dạ, ở ngoài kia cũng phấn khởi lắm. Thì hôm nay cũng là tối khuya rồi, con chúng con, nhân dân Nghệ An Hà Tĩnh, con cháu của thầy, mời thầy. Dạ, cả Thanh Hóa chị Tuyết đây, cùng vào chị Tuyết vào đây. Đây à, đây hai chị em. Đào Phan Mạc con trai, Nguyễn Thủy ở Thanh Hóa và Hồng Mai. Rồi thầy nhà ngoài cũng vô, thầy cũng bây giờ cùng rạ, đọc pháp thầy là rạ ra hết rồi. Thế thì bây giờ là bạch thầy là hôm nay nhà con nguyện là thầy còn ở lại trên thế gian này khi là con cháu đủ lông đủ cải như thầy mới ra đi được. Mà thầy ở ngoài à? Dạ. Cho thầy mà đi như là con cháu như đứng lơ ngơ lảo đảo, chưa khôn mà dạn chưa dài. Nhưng lơ ngơ này, thế cho thầy chưa đang ở thế gian. Chưa có cái nhà nó ở mà bây giờ. À thế à, dạ, bố mà đi.
Thế thì con xin phép thầy cùng trình bày sau như là xin thầy ở lại đây hôm nay cho nhà con nhân dân Nghệ An Hà Tĩnh được một bữa gọi là mưa pháp của thầy tựa tìm là đất này cằn cội lâu là lâu đời lâu kiếp nghiệp trưởng sâu dài rồi thảm mai lên đường đi Hà Nội. Dạ khi này bà con họ cứ hỏi, họ cứ nói là thầy đi khi nào đi, rồi thầy sáng mai đi, thì chưa hỏi thầy ý kiến thầy, nhưng mà như con cũng xin thầy luôn là sáng mai để lên được. Đến hôm nay cho nhân dân Nghệ An và Hà Tĩnh tưới, khô cằn nhiều năm nhiều đời kiếp rồi, bây giờ xin thầy ở lại một đêm. Một đêm, một đêm. Để tưới tầm cho khô cằn lâu lắm lâu đời kiếp rồi thưa thầy. Dạ, vì trên đường họ đang đi ạ, ở các huyện miền núi giờ là thưa thầy, họ đang đến, và thưa Phật Minh cũng đang đến, ở trên mạng ở trên núi ạ, thế bây giờ đang đi. Dạ, con đến Ba Tre đến với con điền lên đi tắm đi thằng đường ạ. Đây rồi. Bây giờ thầy nói như thế này, mấy con nghe qua được không nha? Thầy đứng nói đây thầy chuyện. Như vậy là con xin đợi lời thầy tí là thưa các quý vị là sở dĩ thầy cần phải đi ngay là vì sao? Là vì nếu như mà con ở lại đấy thì nhiều lúc là họ hiểu nhầm ấy. Cho nên chúng ta nó khó khăn vì chúng ta nó trên trung tâm ấy. Cho nên là để thầy đi được qua đều khoảng 9, 10 giờ là thầy đến Hà Nội. 10 giờ 11 giờ là thầy đến Hà Nội. Mấy con sẽ chờ đợi thầy. Dạ. Chứ bây giờ mà thầy ở đây thì mấy con sẽ không có cua. Một phần. Có đúng không? Dạ. Dạ. Chúng con nghe lời thầy. Dạ. Hà Nội em gọi gì ở đây? Em ngồi đi nó trong. Trở lại Nghệ An. Đang thầy là nói đó ra được rồi. Thưa thầy, cho con xin nói thêm là sách thầy cũng viết là hầu như là bài cho gần hết từ thấp đến cao rồi. Thầy cũng nói rất nhiều về trong sách rồi, chứ thầy ở lại cũng là tuyệt vời đối với là nhân dân Nghệ An Hà Tĩnh. Nhưng mà thầy ra đi để đang còn việc rất là lớn, rất còn lớn lao nữa. Cho nên chúng ta cũng không để cho thầy đi để thầy làm việc đừng còn lớn, nhiều chuyện nó còn nhiều người đòi hỏi nữa. Và hạnh phúc của chúng ta. Dạ. Mà lâu ngày người cha về gặp mấy con mà đi liền sao? Dạ. Nhưng mà vì lợi ích của mấy con chứ. Dạ. Không có chỗ. Thầy đã vô đào đi. Trời ơi. Cho sách. Kinh sách hả? Dạ. Em vô rồi. Đang vô rồi. Em vô ở sau lưng của mấy cô này con. À thế là nó có đều đâu. Em vô. Dạ. Bây giờ thầy gửi cho mấy con sách vở nè. Dạ. Sau đó con phát cho dùng. Dạ, dạ, dạ. Còn không thì con gửi cho chính quyền cũng được. Dạ. Dạ. Thầy phải. Là con xin là thầy là con sau con phát cho các vị. Dạ. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con lui ra cho thị về chứ. À bố bà. Đời đời kiếp kiếp rồi cái pháp của thầy để mà tu hành. Chứ đời đi chứ. Từ đây để là ngày mai con ngày mai con dạ dạ anh nào tiếp tục cùng
Phật thì xin bài công vị như là nó cũng chia cả tiền vào xong rồi người thứ tự từ lớp rồi nó bây giờ thì không chứ. Mời các cụ già lên trước đi. Mời các cụ già lên trước đi ạ. Mong là thầy là của chúng con, tất cả chúng con chứ không phải riêng một ai cả. Cho nên biết là thầy rất là nhiều thời gian bận rộn từng sát na một. Chúng con không muốn làm phiền nhỡ thầy và các sư. Thế thì hôm nay chúng con cũng có một số câu hỏi thì khi chưa được giờ thỉnh thầy coi như là thuyết cho khu thuyết pháp thì coi như là cho tất cả chúng con ở trong khu cư sĩ đài cũng như tất cả chị em chúng con người biết đã biết hoặc là chưa biết để mà di xả để mà ví dụ mà sống là đạo đức để làm chủ để sinh ra bệnh chết của mình để cái là sống với nhau có đạo đức thương yêu nhau thực sự với là cái tấm lòng để cái là từ bi di xả không có cái sự việc là những người xanh linh đua hơn thiệt. Thế thì con muốn là người thầy thuyết pháp làm sao để cho tất cả mở rộng để cho chúng con có người là chưa biết được thì hôm nay cũng được nghe pháp thầy thì coi như là để mà mang cái kiểu cái đầu óc trí tuệ để coi như là sáng suốt vì chúng con biết là mê mờ hoặc do vô minh như vậy. Thế nhưng là lâu đời rồi, thế nhất là ví dụ ở dưới Hải Phòng chúng con thì viên sự thì nói chung cũng là so với mọi nơi thì nó còn mê mờ lắm. Thế thì nói chung là mong thầy và các sư coi là con nghỉ cho thì là chúng con được xin chỉ thầy coi là chúc thầy cho chúng con để chúng con pháp làm bây giờ thiết thực cụ thể theo với lại tất cả những chúng con cái kiểu như là đạo tướng của chúng con là xong xuống như đã vậy thì thôi mong thầy để Thầy đi cho con xin bạch thầy xin những câu hỏi của các Phật tử đây thì con cứ để đây để khi thầy thì con sẽ hỏi thầy thì sẽ trả lời. Hôm nay có duyên thầy về Hải Phòng thầy thân với con cũng có mục đích thầy cũng ước tha sao ở Hải Phòng này có một cái khu an dưỡng để mấy con được về nghỉ ngơi trong một ngày hoặc một tuần hoặc một tháng nơi đó mấy con được học đạo đức làm người sống không làm khổ mình khổ người được thầy trực tiếp hướng dẫn thì dạy mấy con sống đạo đức bởi vì mấy con cũng biết rằng khi mấy con đã thọ tâm quy hữu giới mà thọ hữu giới tới nay mà mấy con sống chưa đúng năm giới thì tức là năm cái đức hạnh của đạo Phật mà mấy con thấy mình sống chưa đúng năm cái đức hạnh thì làm sao làm con người cho được giới thứ nhất mấy con thứ nhất rất là dài cấm sát sinh nó cấm cái sự tạo ra đó là đức hiến sinh lòng thương yêu sự sống của muôn loài
mà mình sống mình không thương yêu, mình còn ăn thịt chúng sanh, mình còn giết hại chúng sanh, mình còn mắng chửi, mình còn nói nặng lời nhẹ người khác, thì làm sao gọi là thương yêu? Mà muốn được vậy thì mình phải tu tập, mình phải rèn luyện, mình phải sửa sai những lỗi lầm của mình. Thường thường Đức Phật dạy thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người, mà hầu hết những người theo đạo Phật đều thấy lỗi người mà không thấy lỗi mình, cho nên biết đâu mình sửa. Vì thấy lỗi mình mới biết mình sửa, mà thấy lỗi mình thì làm sao các chú ai thiền dụng, cho nên những cái sai của mình không thấy, mà thấy cái sai của người khác. Chứ như lúc nào cũng nói cái sai của người khác, không nói cái sai của mình, cho nên làm sao sửa. Vì vậy mà Đức Phật nói ngăn án diệt án sân thiền tâm tưởng thiện, sân án diệt ngăn án diệt án, tức là ngăn những cái điều sai trái của mình, chứ không phải ngăn cái người. Để sang cái tâm thiền, cái lần thân hàng an lạc vô sự để được giải thoát hoàn toàn, đó là Đức Phật dạy. Cũng như Đức Phật nói thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người, tức là ngăn chặn mình đừng thấy cái sai quấy của người khác, mà hãy thấy cái sai lỗi của mình để sửa mình. Mà mình có sửa mình như vậy, mình mới thấy được mình mới xứng đáng là đệ tử của Phật, mình mới thấy được mình là con người có đạo đức. Còn mình cứ luôn luôn mình thấy lỗi người khác thì mình làm sao có đạo đức được, phải không các con? Cho nên Đức Phật dạy thiết thực cụ thể, khi thấy lỗi mình thì không bao giờ mình có buồn phiền ai hết, mà thấy lỗi người thì luôn luôn mình có sự buồn phiền trong lòng. Cho nên sự giải thoát là nơi sống, nơi hiểu biết của mình, thì mình có hiểu biết, mình có sống thì mình có giải thoát đúng cái pháp của Phật. Sau một năm cho đến hai năm thì quyết định với ra pháp của cả gia đình ra điều ăn thực tại thực vật, không ăn động vật nữa. Đó là lần thứ sáu chúng ta đã đến lần nữa, nhưng tại ban đầu thì chỉ là họ khi họ nghĩ chúng ta làm sao được lần thứ nhất là hình ngày chúng ta đã ấy cho chúng ta này. Tất cả chúng ta đều có sự đau khổ như chúng ta, tất cả chúng sanh đều có sự rơi ma vô biết khi bị bắt giết này, tất cả chúng ta đều có sự giải ngộ trước khi chết. Thì chúng ta nghĩ đến sự đau khổ của chúng sanh, lần thứ nhất chúng ta càng ngày càng tăng cường, tăng cường đến tận cùng thì chúng ta sẽ bị giữ giới không sát sanh tròn đầy. Từ đó lần thứ nhất chúng ta đối với chúng sanh chế không khỏi ba ân ca, thì chúng ta sẽ được thực vật là gì, sự năng độ sự đau đớn của chúng sanh. Nếu thứ hai không tham lam trộm cắp, vì chúng ta rất là đồng loại nhiều, làm ra của cải tiền bạc vật chất rất là cực khổ, mà mẹ vô lý nó không có nỡ nào chúng ta lấy của không cho giữ có được chăng, không biết ra tình dục cũng được, vì pháp gì chúng ta giữ được. Cho nên chúng ta không rất là thương sạch xuống của tâm hồn chúng ta được giải thoát hoàn toàn. Chúng ta nghĩ tất cả các pháp đều vô thường, thay chúng ta vô thường thì chúng ta không cần tham, mà không còn tham đắm chiếm mắt các pháp thì tâm chúng ta được giải thoát. Tâm mình không tham, tâm mình vô sự, không còn tham, tham không còn tham muốn nữa. Tham muốn để làm gì? Cuối cùng chúng ta sẽ giữ được những gì đó là đó là đức buông xả, giới cấm thứ nhất. Giữa cấm thứ ba là cấm tà dâm. Người ở đời phải có chồng với vợ, thì một chồng một vợ đừng phải đánh trả người khác. Đó là đức chung thủy, lòng chung thủy đem lại hạnh phúc gia đình, con cái yên vui, vợ chồng yên nhau đàm phán, gia đình hạnh phúc rất tốt đẹp. Thầy mong rằng các con là những người Phật tử đã thọ tâm nguyên nghĩa, thì cố gắng giữ gìn giới này để trở thành con người có đức chung thủy. Đức chung thủy đẹp lắm, nó có hạnh phúc gia đình vô cùng, chồng thương vợ chồng thương là không gì hơn là nhau phải đoàn kết nhau vì lợi ích chung, cho những người ở Hải Phòng, cho con cháu chúng ta ở Hải Phòng, cho cô bác chúng ta ở Hải Phòng, để chúng ta đoàn kết nhau, chúng ta thương nhau, rồi chúng ta chia khả năng người nào mà làm trưởng thì chúng ta giao cho người làm trưởng, khả năng kế đó mình làm phó thì mình trợ giúp cho người trưởng,
thì đoàn kết nhau với con. Rồi kế đó thì mình thủ quỹ để mình giữ gìn những gì mình chi tiêu, những gì như bây giờ một bữa ăn mấy con đã lên đây. Ở đâu mấy con ra một người chịu đựng thì tổ quá. Chúng ta mỗi người chia ra một đồng một cách nhau trong cái bữa ăn. Chúng ta thấy phải không? Mấy con nên làm. Thầy mong rằng ở đây là cô Bích, cô Thắm, cô Thảo, ba người này chia công tác này ra làm tiêu thầy là rất tốt, mà đoàn kết nhau thì mới cái lớp học đạo đức chúng ta mới thành hình, cái cơ sở an dưỡng chúng ta mới có để cho các cụ các bác già người ta về người ta nghỉ ngơi, để người ta cứ ở nhà chăm cháu hoài thì khổ quá. Có phải không mấy con? Ít ra cũng có một tuần nghỉ để nghỉ vào cái an khu an dưỡng người ta nghỉ ngơi, chứ không khéo nó cứ giữ gìn cháu để cho con mình đi làm, rồi cuối cùng các cụ già không có được phúc làm gì. Thầy nói ôm con nuôi đã rồi bây giờ tới ôm cháu nữa, có phải không mấy con? Để cho cha mẹ mình, ông bà mình có những phút nghỉ ngơi. Mình nghỉ ngơi đi, ở đâu? Ở trong nhà làm sao mà bà hoặc là nhìn thấy cháu mình nhỏ bỏ được sao? Con đi làm mình làm sao bỏ được? Hay. Cho nên vì vậy mà có cái nơi để cho các bà để được đến đó nghỉ ngơi, an dưỡng. Như vậy mình mới hiếu hạnh chứ. Để cho cha mẹ mình, để cho ông bà mình có một nơi nghỉ ngơi để mà còn những giờ phút đó tập luyện để sống thanh thản an lạc vô sự. Như vậy mình mới báo hiếu trọn vẹn. Vậy thì ở đây trách nhiệm là cô Vinh, cô Thắm, cô Thảo. Mấy người này phải làm trách nhiệm ở Hải Phòng. Tại vì mấy người này là người đầu tiên biết luật pháp của thầy. Có phải không? Đó thì mấy con đồng ý hết thì ba người này phải làm trách nhiệm. Đoàn kết nhau, thương yêu nhau, chia sẻ những hành động. Tùy theo cái khả năng của mấy con, người nào có khả năng làm trưởng là làm trưởng, người nào có khả năng làm phó, nhường nhau để chúng ta làm, để cho cái nền đạo đức của Phật giáo ở Hải Phòng được đi lên. Nó là thầy mong như vậy. Thấy con, con cảm thấy chưa? Con kính bạch thầy. Bây giờ thì trong cái đúng là cái đạo Phật như tưởng của có thầy cũng hoàn chỉnh cho con. Cái nhóm trên con ấy thì nó cũng xa ở dưới này, thì cũng không gần gũi gì lắm. Và con bạch thầy cũng như là ngày hôm qua đến ngày hôm nay thì con biết là ở dưới cái này. Tôi xin cô Thắm cái khăn mặt sáng lại bỏ quên mất rồi. Xin các Phật tử với các bạn.
khách xã rồi. Cho nên cái phần nhiếp tâm và an trú nó rất khó với cái người mà còn gia duyên nhiều, công việc nhiều, chỉ có xả tâm. Là vì luôn lúc nào mấy con cũng có những cái ác pháp, có những cái sự chướng ngại, nó dây quanh mấy con, nó làm cho tâm mấy con buồn phiền, làm cho tâm mấy con khổ sở. Là do đó mấy con cứ tác ý, tất cả đều là nhân quả, không có pháp nào là ta, là của ta, là bạn nào của ta. Tất cả đều vô thường, không có cái gì là của mình đâu. Mà buồn giận để làm gì đây? Các con cứ nhắc nó để mà cho nó xả cho được cái tâm nó đừng có bị chướng ngại, nó không khổ. Mà cứ xả mãi như vậy tâm con, các con sẽ bất động. Hiểu, nghe, biết hết. Ai nói gì cũng biết, nói xấu, nói tốt gì mình cũng biết hết. Nhưng mà không buồn giận ai hết. Tập như vậy là giải thoát được cái đời sống rồi. Mấy con tập còn lo lao động, còn lo gia đình, ăn uống đủ thứ. Trách nhiệm của mấy con còn nặng nề lắm. Cái duyên nghiệp mấy con còn nặng lắm. Cho nên mấy con phải làm hết cái nhiệm vụ, cái trọng trách của mình trong gia đình. Đừng bỏ, đừng có bỏ. Phải làm cho hết bổn phận, vì đó là cái nợ nhân quả. Cái nợ nhân quả của gia đình. Cho nên mấy con làm hết sức mình. Và năm nghiệp nữa thì nó cực lắm. Mấy con làm ruộng rẫy làm sao không cực. Lao động cứ lấy cái sức của mình ra lao động mà làm mà. Chứ đâu phải để mà sống mà, chứ đâu phải ai đem lại cho mình đâu mà sướng được con. Cho nên mấy con dùng cái công sức của mình để mà sống và biết cách để xả tan, đó là phước lắm rồi đó mấy con. Rồi lần lượt mấy con sẽ đọc những sách đạo đức của thầy dạy, mấy con sẽ thêm được cái tri kiến, cái sự hiểu biết của mình về đạo đức, để mỗi ác pháp nó đến mấy con luôn luôn biết tha thứ và thương yêu xả ra hết. Không có cái nào mà mấy con còn giận hờn buồn phiền ham muốn hết, thì đó là được giải thoát. Cái phần đó là may mắn lắm rồi mấy con. Để được bảo vệ an ninh cho chúng ta sống, cho nên mỗi chúng ta làm điều gì chúng ta đều xin phép nhà nước. Nếu cho chúng ta làm, nếu không cho chúng ta không làm. Đừng làm một điều gì cái có sự che giấu trong đó thì không nên làm. Bây giờ mình muốn làm gì thì mình nói thẳng với thật với nhà nước, tôi muốn làm như vậy vậy đó. Mà mấy ông là nhà nước, mấy ông nghiên cứu được thì không cho phép, mà không được thì thôi. Tôi không có mượn bên đây mà làm bên đây thì như vậy là không tốt. Chúng tôi cũng không làm lén lút cái điều gì cả hết. Tập thành là một khu an dưỡng để cho những người già, người trẻ đều có cái thời gian nghỉ ngơi, đều có cái nơi không khí thoáng mát. Chúng ta về những nơi trong sự nghỉ ngơi đó, chúng ta bồi dưỡng cho tinh thần chúng ta có những đạo đức, hiểu biết những đạo đức theo chương trình giáo dục đạo đức của đạo Phật có 8 lớp, lớp 1, lớp 2 cho đến lớp thứ 8, đào tạo chúng ta sống một con người xứng đáng là một con người. Không bao giờ chúng ta học đạo đức của đạo Phật mà còn làm khổ người khác, cũng không bao giờ làm khổ cho mình mà không làm khổ mình, khổ người là ngay đó là giải thoát, ngay đó là thiên đàng thượng đàng. Đừng theo Phật giáo mà mơ được mọi thiên đàng thượng đàng của đâu, thì đó là không bao giờ có. Đừng nghĩ rằng chúng ta chết sẽ cầu siêu cầu an, có phải cực lạc để linh hồn chúng ta về đó, không bao giờ có. Hàng ngày cái cuộc sống của chúng ta do đạo đức xây dựng cuộc sống chúng ta mới trở thành cõi cực lạc thiên đàng, không phải đạo của mình. Và chính chúng ta mang cái thân này có bốn nỗi khổ. Cuộc sống chúng ta hàng ngày tiếp xúc với mọi người mà không phiền não, không đau khổ, đó là giải thoát. Cơ thể chúng ta là một vật chất
như bao nhiêu vật chất khác là vô thường, cho nên có sự thay đổi. Từ lúc cha mẹ sinh ra là một đứa bé, bây giờ nhìn lại chúng ta đều là tóc bạc, mặt nhăn, tóc bạc, răng rồi tất cả những chuyện này gọi là vô thường. Và một ngày gần đây chúng ta sẽ ra đi, và không bao giờ, không bao giờ trở lại. Với con người hiện giờ chúng ta không bao giờ, chúng ta sẽ thả tất cả những thân này vào làm đất trở về với đất của chúng. Đức Phật đã để lại cho chúng ta một chánh pháp, một đạo đức để không làm khổ mình, thì mình có điều kiện phương tiện để không làm khổ mình, tại sao mình không làm? Để đi bác sĩ thì uống thuốc tốt lắm sao? Mình có đủ, mọi chúng sanh đều có đủ khả năng làm chủ được bệnh tật. Như vậy là chúng ta đã không làm khổ mình. Mọi con người đều có khả năng làm chủ được sự sống chết của mình, tại sao không làm? Để cái chuyện chết nằm lăn lộn đó mà chết một cách đau khổ. Như vậy chúng ta có khả năng làm việc đó, tại sao chúng ta không làm việc? Cho nên Đức Phật mới nói con người là duy nhất làm chủ sinh già bệnh chết, chỉ có con người mới làm chủ được sự sống chết. Thế rồi chúng ta cứ chấp nhận chịu đựng trong sự sống chết này. Khi nó chết chúng ta muốn sống cũng không sống được. Mà khi chúng ta muốn chết chúng ta cũng không làm ra chết được. Tất cả quý Phật tử xa gần góp công góp của để kinh tế trung tâm hoạt động. Còn bây giờ giấy phép chưa xong mà có người vận động khuyên góp tiền bạc công sức của Phật tử là không đúng tinh thần từ thiện. Xin quý Phật tử lưu ý. Kính thưa quý vị Phật tử, quý vị cần phải đề cao cảnh giác mọi việc không tốt xảy ra. Đợi chừng nào có thư của Thầy gửi đến quý Phật tử, hãy giúp đỡ Thầy. Còn không có thư thì thôi. Chúng sanh có phước nên Thầy phải cố gắng ra công dựng lại nền đạo đức nhân bản nhân quả của Phật giáo, nhưng gặp nhiều khó khăn và gian nan. Ước nguyện của Thầy là trung tâm an dưỡng ra đời sớm chừng nào tốt chừng nấy, để tám lớp học bát chánh đạo thành hình. Đó là cơ sở dạy đạo đức cho mọi người đầu tiên trên hành tinh này. Cho nên ngay từ lúc này quý Phật tử phải lưu ý, đừng để bị người khác lợi dụng danh nghĩa của Thầy mà làm mất uy danh của trung tâm an dưỡng về sau. Cuối cùng, Thầy thăm và chúc quý Phật tử mạnh khỏe, nhớ tu tập và sống tốt, sống một đời sống đạo đức, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Đây là bức thư của Thầy rồi. Cân nhắc để khi làm một công việc lợi ích chung là phải có sự hiện diện của Thầy, là phải có sự lo lắng của Thầy. Còn tất cả những điều gì các con hãy cùng tay mà cố gắng làm việc sơ khởi, gặp nhiều khó khăn không phải dễ dàng. Xem xét cần chi tiêu là chi tiêu, mà không cần chi tiêu là không nên chi tiêu bừa bãi. Vì đồng tiền làm bằng mồ hôi nước mắt của quý Phật tử, chứ không phải chúng ta đi cướp giật đánh bạc số mà cũng được. Mà đây là bằng cả rằng hôm nay quý vị mới có tiền thôi. Nếu chẳng may quý vị chết rồi, tiền thu ở đâu mà quý vị làm các công việc này? Vì là tiếng chung cho mọi người, cho nên quý vị dắt từng mồ hôi, dắt từng máu của mình ra để mà đóng góp làm để tiếng chung cho xã hội, cho mọi người. Cho nên hôm nay Thầy về đây là mục đích ổn định, làm sao để mình xin phép được thành lập trung tâm an dưỡng từ thiện, để có khu an dưỡng cho người già, để có khu an dưỡng cho người trẻ. Để chúng ta làm gì? Để chúng ta đến đó được nghỉ ngơi an dưỡng và học tập đạo đức do Thầy chỉ dạy đạo đức từ lớp 1 cho đến lớp thứ 8. Hôm nay Thầy không phải giảng đạo mà đến đây để xác định được đường lối cấp thức tu học theo Phật giáo, đúng tinh thần đạo đức làm người.
xứng đáng là con người và xứng đáng là người dân Việt Nam đối với đất nước, đối với quê hương này. Biết bao nhiêu xương máu của tổ tiên chúng ta đã đổ xuống trong mảnh đất này để được ngày hôm nay đất nước thống nhất độc lập hoàn toàn trên mặt đất thân yêu. Vậy thì bổn phận chúng ta là cần phải xây dựng đạo đức cho những người hôm nay và ngày mai con cháu chúng ta thừa hưởng nền đạo đức nhân bản nhân quả sống trong lòng của mình, của người thì hạnh phúc biết bao. Chúng ta là người dân Việt Nam có trách nhiệm bổn phận xây dựng nền đạo đức, vì người Việt Nam có một nền tảng đạo đức lâu đời, không phải ngay bây giờ. Nhưng hôm nay chúng ta đã biết triển khai nền đạo đức của một bậc vĩ nhân người Ấn Độ chuyển thành nền đạo đức của dân tộc chúng ta, để chúng ta thực hiện đạo đức sống không làm khổ mình khổ người để đem lại hạnh phúc cho dân tộc chúng ta. Thầy tin rằng người lãnh đạo đất nước khi họ hiểu biết được nền đạo đức này chắc chắn họ sẽ giúp đỡ rất nhiều và họ tiếp tay để phổ biến nền đạo đức này cho toàn dân. Vừa rồi thầy xin phép được hai tập đạo đức, tập 1 và tập 2 đạo đức là người được nhà nước cho phép thầy mang từ ở trong miền Nam ra đến miền Trung, đến Hải Phòng thì không còn cuốn tập sách nào cả hết. Đây các con sẽ nhìn xem cuốn sách được giấy phép nhà nước cho phép in và hình dáng như thế này. Tập này là tập 1, còn một tập 2 nữa. Hình dáng rất đẹp. Đạo đức nói lên chiều sâu âm ưu, cho nên nền tảng này là nói lên sâu thẳm của nền đạo đức mà được từ Ấn Độ do Đức Phật mà được đồng hóa đạo đức của Việt Nam. Ở đây từ các Phật tử sẽ đọc thấy đây là đạo đức của dân tộc Việt Nam, nhưng nó được đồng hóa từ đạo đức của Ấn Độ, đạo đức của người Ấn Độ, bởi vì Đức Phật là người Ấn Độ. Nhưng hôm nay thầy là người Việt Nam thì chuyển hóa cái nền đạo đức của Ấn Độ trở thành nền đạo đức của dân tộc. Đạo đức thứ nhất. Cho nên hôm nay đừng vì một đồng mà chúng ta tư duy suy nghĩ kẻ lợi dụng cái này lợi dụng cái kia, mà chính con đường làm việc có thầy đứng trên cương vị người không tử cất giữ tiền bạc, không vì tiền bạc chỉ ngày sinh một bữa cơm ăn, và đồng thời đem nền đạo đức của Phật giáo dục lại. Và những người giữ tiền bạc từ đây về sau có một cái tổ chức để không để khỏi mọi người đều bị mang tiếng. Trường hợp xảy ra như các con đã thấy, cô Bích ở đây có mang tiếng, cô Diệu Quang trong tu viện Kim Như có mang tiếng, rồi gần đây thì Vũ Tuấn có mang tiếng, rồi Nguyên Thanh khi mà ra miền Bắc có mang tiếng. Sự thật Nguyên Thanh ra đây, cô Diệu Linh có cúng dường một số tiền để mua sắm những dụng cụ để đánh uy tín để giúp mà chúng ta không hiểu. Hôm nay những chiếc đèn vô tâm nơi tập trung giúp đỡ quý Phật tử khó khăn, công lao của ai chúng ta đừng nghĩ từng đồng từng cách. Chúng ta nghĩ đạo đức không thể có giá, đem tiền bạc mà đổi với đạo đức được sao? Chúng ta chỉ cần có một tập chất đạo đức là chúng ta thấy cuộc đời. Chúng ta đừng nghĩ đồng bạc chúng ta đem cúng dường làm cái việc tính kinh sách là to lớn. Các con có thấy thầy biết từng cuốn sách, các con có thấy thầy để giá tiền ở sau này bán 20-30 ngàn chưa? Đạo đức không bao giờ bán mà cho các con. Các con có đủ duyên gặp thầy, thầy sẽ cho tập chất đạo đức này cho các con. Cho nên mấy con đóng góp để in kinh sách, người nào họ ăn ở trong đó là họ tội. Còn mấy con chỉ biết rằng mình làm công việc này để phổ biến cho mọi người,
thì mấy con sẽ được phước. Mấy con đừng đóng 100 bạc mà mấy con nghĩ rằng người này làm cái này sai, làm cái sai thì công đức đóng tiền làm là thứ không bao giờ có phước báo cả. Tâm như vậy nhỏ mọn lắm đấy không? Thầy dứt sắc, thầy không thể công lao của thầy ngày đêm mài miết để mà biết từng đạo đức giúp cho mấy con. Thầy không nói đến công lao của thầy chút nào, không đòi hỏi mấy con phải trả tiền nhận phước của thầy, không đòi hỏi, thầy chỉ cần xin mấy con cho thầy một bữa cơm. Cần một bữa cơm tương dưa rau cải hoặc là muối cơm cũng đủ sống cho thầy rồi, thầy không xin mấy con gì hết, mà thầy làm để đem lại lợi ích cho mấy con, để cho con mấy con sống được an vui, được hạnh phúc là thầy vui lòng, ước nguyện thầy mãn nguyện. Thầy chỉ có ao ước vậy thôi. Và thầy phải nhọc nhằn đến đây để thành lập khu an dưỡng cho mấy con, để thầy tự thân mình đứng trên lớp học dạy mấy con viết từng bài luận, tư duy từng suy nghĩ đạo đức để đem lại sự an vui cho mấy con, chấm từng bài vở cho mấy con để cái sai cái đúng, để giúp cho mấy con hiểu cho đúng đạo đức mấy con sống, để đem lại nhân bản giúp cho loài người thoát khổ. Cho nên hôm nay mấy con nhớ những lời thầy nói, hãy đoàn kết thương yêu nhau. Chúng ta là con người có sự suy tư, có sự hiểu biết, chúng ta phải giúp thương nhau, biết đoàn kết giữ bóng của những người ta là thầy như một người cha của mấy con. Tại sao bất bất trước khi thầy đi làm việc ở nước khác, các con sẽ kính đức tượng Nam Mạng Bản Đề. Mấy con xá thầy. Nè, bây giờ mấy con ngồi đi nghe thầy nói. À, chú Tuấn có đây không? Tuấn có không con? Đứng đâu con? Đứng kia. À, con nhớ thầy căn dặn, cố gắng. À, con ráng cố gắng để xin phép cho được cái khu an dưỡng con. Nếu mà xin phép được phương đắp, thầy sẽ về vẽ lại cái mô hình, con đừng cất gì nữa con, tốt nào lắm. Thầy sẽ vẽ cái mô hình khi chúng ta đặt một viên gạch là một mồ hôi nước mắt của mọi người, thì nơi đó là một cái nơi để chúng ta ở mà chúng ta cũng sẽ làm được rồi. Thì con hãy chờ thầy cố gắng xin phép thôi. Còn chi phí mà xin phép mà con không có tiền mà chi phí thì thầy sẽ xin phần tử chi phí vào cái giấy phép của con. Nhớ, còn đừng xây cất, đừng làm gì hết. Ở đó, mấy con dọn sạch sẽ, mấy con ở mát, chơi vậy thôi. Chứ đừng làm gì hết, đừng cất thiết gì hết, nghe lời thầy. Và cố gắng xin được cái giấy phép. Khi đó cái giấy phép xong rồi, thầy sẽ về, thầy vẽ cái đồ án. Nơi đâu cất nhà, ở nơi đâu là cái trường lớp để chúng ta đến đó học tập. Đâu, đó hẳn ngoài, cất cái ngôi trường như thế nào, cất cái nhà ở cho các cụ già dưỡng, nghỉ dưỡng, an dưỡng như thế nào thì thầy sẽ chỉ đạo các cách thức hẳn ngoài rõ ràng, được xá phân lô trong đó cụ thể, không được mơ hồ, đừng có cất bậy bạ sau này phá vỡ uổng hết công lao rất nhiều. Còn cây trái thì khoan đầm đã. À, bây giờ đã thuê đất đó, những cái cây đó mà nếu liên lạc với những người buôn bán, chúng ta sẽ mướn những cây đó bán bớt đi để đất cho nó trống, để chúng ta trồng cây đâu ngay hàng đó, đường xá đâu ra đó. Còn nếu không thì chúng ta chưa xin phép được thì chúng ta chưa làm gì được hết. Nhớ lời thầy dạy rõ ràng, giấy phép đàng hoàng, nhà nước chấp nhận chúng ta mới làm. Con nhớ kỹ không? Hà là không được thì thầy sẽ xin phép ở chỗ khác. Được giấy phép thầy sẽ ra đây xin làm chi nhánh. Thì vậy, ở Hà Nội vẫn có chi nhánh trung tâm an dưỡng cho mấy con. Mấy con nhớ. Cho nên con cũng làm hết sức được con thôi. Nhưng mà không được là cái duyên thôi. Đừng buồn, đừng khổ gì hết. Để rồi thầy lấy nơi khác, thầy đến đây, thầy sẽ làm được cho con. À, cho nên mấy con yên tâm, thầy không bỏ mấy con đâu. Nếu mà thầy bỏ thì thầy không về đây đâu. Mà thầy không bỏ thì về đây là thầy kêu gọi các con đoàn kết để thầy thành lập cho tốt đẹp hơn. Và khi mà thành lập bây giờ về vấn đề mà in kinh sách rồi đó, thì bây giờ có cô Liễm Tâm thì cô lo phần đó thôi. Còn có ai nữa
thì chắc chắn là hiện giờ mấy con đã biết cô Liễu Tâm rồi, thì mấy con gửi kinh sách ra đó, thầy cô gửi ra cho cô Liễu Tâm, cô Liễu Tâm phát cho mấy con thiền lợi hơn. Do đó thì bây giờ tạm thời như vậy, nhưng mà sau này thì chúng ta sẽ có cái ban về kinh ấn kinh sách, thì giao cái giấy phép cho cái ban kinh ấn đó, thì ở đây cầm cái giấy phép đó đó, xin phép được rồi. Tất cả chúng ta đứng lên chia thành hai hàng và chúng ta kính cẩn với thầy trước khi thầy ra xe. Có cái ba lô. Thank you.